rồi đó, rồi nhiều. Anh nhớ đủ 4 cái nhé, đủ 4 cái chế ơi. Buổi trưa mấy cái? Buổi trưa 3 cái đi. Rồi buổi tối? Buổi tối 3 cái nữa là 6 cái, đủ 6 cái. Một ngày 6 cái. 6 cái hả? 6 cái đủ 4 lần. Rồi ban đêm xích kem gì? Xích kem kích bò đó bà con. Đẹp không? Xích đẹp lắm. Đẹp giống tôi lão xương rồi. Đẹp giống tôi vậy nè, trắng tươi. Xích sao? Xích kem gì nè bà con. Vậy luôn á. Xích kem kích bò nha, xích cái vỏ vô đẹp lắm. Đẹp lắm hả? Ồ. Xích kem gì? Nói cho kem kích bò đó nha bà con. Một ngày mấy lần? Một ngày 3 lần đấy, xích kem kích bò nha. Một ngày 3 lần hả? Ừ, xích kem kích bò. Gương mặt đẹp vậy luôn hả? Đẹp vậy luôn đó. Sáng bóng như kim cương luôn hả? Sáng bóng kim cương, không thịt kích bò là màu vàng đó nha. Dạ, mến chào quý cô chú anh chị, mến chào bà con cô bác đang xem kênh của Idol Thảo Sương và Bình Đen Vlog. Thì bên cạnh bên đây thì Bình cũng có nhận số tiền từ đi qua các thi ở bên Sài Gòn, cũng có chuyển khoản về cho Bình là gửi cho cô Thảo Sương để trang trải trong cuộc sống. Thì bây giờ thì Bình đã đi rút tiền xong và Bình cũng qua tới nhà của cô Thảo Sương để trao tiền, để tạo cái sự bất ngờ hay như thế nào để cho quý cô chú anh chị với bà con cô bác được xem rõ hơn ha. Thì bây giờ mời quý cô chú anh chị với bà con cô bác cùng tiến vào trong nhà của Idol Thảo Sương cùng với Bình ha. Đây là cái con đường vô nhà Idol Thảo Sương á quý cô chú anh chị. Đó, con đường vô nhà của Idol Thảo Sương. Thì cũng có nuôi chó ha. Đó. Đây thì Bình đã tiến vào trong cũng gặp con chó thì đang nằm đây nè. Ô, chào cô, đang làm gì vậy? Cô làm tay lưới. Tay lưới hả? Ừ. Là tay lưới gì? Là tay lưới cá lồng tông nha đi. Cá lồng tông hả? Ừ. Cá lồng tông chặt sao? Chặt sao bán cá lồng tông á. À, cá lồng tông ha. Ừ. Chào cô. À. Cô Thảo Sương có ở nhà không? Có. Có hả? Ừ. Dạ, con đi ha. Rồi bây giờ mời quý cô chú anh chị tiến vào trong nhà của cô Thảo Sương. Ô, oh, chào cô Thảo Sương. Chào. Ô. Oh. Cô Thảo Sương, cô bay rồi chưa? Cô Thảo Sương đi phá thánh liệu, gặp thánh liệu ha. À, bữa nay uống xịt tin luôn ha. Chào bà con cô bác ấy. Rồi, chào bà con cô bác. Vui vẻ buổi sáng nha. Buổi sáng vui vẻ ha. Thì giấc này là khoảng 8 giờ thì Bình sẵn dịp đến đây thì Bình cũng tạo cái bất ngờ. Thì cô bữa nay con lại đây thì cô có biết con có món quà gì trao cho cô không? Biết đâu, có món quà gì, mình không biết đâu. Hồi tối có đi chơi về trễ không cô? Không, về sớm. Về sớm hả? Ừ, mà về đó rồi hồi về luôn. Hồi về luôn hả? Dạ. Thì bữa nay đấy, thì con lợi thì một phần á, thì con vô vào chủ đề chính luôn đi ha. Ừ. Thì đi qua các thi ở bên Sài Gòn đó. Ừ. Thì bán bánh tráng trộn đó. Ừ. Thì cũng có chuyển khoản cho con. Ừ. Là 5 triệu đồng. Ừ. Để gửi cho cô. Ừ. Yeah. Thì bây giờ Bình cũng qua tới đây. Thì một phần thì Bình cũng trao số tiền từ Quý Mạnh Thường Quân hay là kênh của đi qua các thi bên Sài Gòn đó, thì Bình cũng chuyển vào tài khoản của Bình. Thì bên cạnh đó thì Bình cũng cô thì cũng có nói là qua không biết là tài khoản nào để chuyển cho cô Thảo Sương. Thì bây giờ thì Bình cũng đã nhận lời và cô đã chuyển tiền cho Bình. Thì Bình bây giờ thì Bình lấy lại đây nhà của cô Idol Thảo Sương để trao cho số tiền từ gia đình của đi qua các thi ha cô. Thì bây giờ thì Bình xin phép là trao số tiền cho cô là 5 triệu ha. 1 2 3 4 5. Thì cô có thể là đếm lại giùm con ấy. Đủ. Đưa lên trên đếm để cho quý cô chú anh chị. 1 2 3 4 5. Đủ rồi, đủ 5 triệu rồi. Đủ 5 triệu ha. Ừ. Thì rồi, cô có lời gì cảm ơn đến người đã gửi tiền cho cô và thì, đã điện thoại cho cô đó. Thảo Sương cũng cảm ơn Quý Ba Cát Thi đó. Thì Cát Thi đó bây giờ có chuyển tiền lên đây thì chế cũng nhận được. Thì người ta cũng trao lại tới tay chú chế rồi. Thì chế cũng trước nhất là chế cảm ơn em.
đó. Em là một người đứng mà như là trao tiền gửi tiền lời cho chế đó, chế trước nhất là chế cảm ơn em, thì chế cũng chúc cho em mua may bán đắt đó. Yeah. Đó rồi một nữa là chứ cưng trẻ mãi mãi, chứ cưng buôn bán một ngày đó, như là một ngày một tháng một năm việc là tăng lên nữa đó, chứ không phải là còn cái kinh doanh gì đó, kinh doanh lên hơn kinh doanh của em nữa đó, cho em được tốt, được sang trí, được tức như là cho nó sang giả lên để đi đi tới đâu không cài á, bất cứ già trẻ bé lớn gì yêu mến em, trẻ trẻ mãi mãi bắt đầu tới em tới già mà chúc chài bạc luôn, rồi cái chúc cho em gì đó để vui vẻ trở lên, để cho em lấy cái sức lực của em phân đâu để em buôn bán, để như là có tiền đó là em đi thí, tất nhiên là em đi chùa hay là bất cứ cái gì đó, thì cái đó là từ của em, thì chị Sương chúc em vậy. Rồi sau này thì cái người nào là anh hay chị hay cha mẹ hay là em gì mình Sương cũng không biết có gửi được cái số tiền lại cho chị Sương, thì chị Sương cảm ơn nhiều lắm. Chị Sương chúc cho mấy em mừng ăn phát tài, dồi dào sức khỏe đó, trẻ mãi mãi mừng ăn, công chuyện việc làm gì sẽ đúng là được thành công trong công chuyện của em ước đó, mừng cái chuyện gì sẽ được tốt đẹp hết. Bây giờ như là có gửi cái đồng tiền cho chế, thì bữa nay cũng ngay dịp là đi Sà Ma, chùa Sà Ma ở dưới Chợ Vích, thì chế cũng phải là chức ra một cái số nào, một phần nào đó chế cũng đi chùa. Mà trước nhất là chế đi chùa đó, chế cũng phải cầu xin trẻ là một người như là cái chủ tiền này đó để trao cho chế đó, cầu xin để cho mừng ăn phát tài, vui vẻ vợ chồng con cái đó, bất cứ cha mẹ đó, đừng cho bệnh hoạn tai nạn cho nó qua hết, vui vẻ mừng ăn, có tiền bạc đồng ngân cơ hội, bất cứ công chuyện việc làm gì sẽ được thành công, công chuyện việc làm của em ước nguyện là trong lương tâm đó. Chị Sương có bao nhiêu đấy? Thì nếu mà nói chúc thì cô nãy giờ thì cô cũng đã chúc xong rồi hết với cái chú anh chị. Đủ rồi đó, rồi anh em đủ 4 cái nhé, đủ 4 cái chế ơi. Buổi trưa mấy cái? Buổi trưa 3 cái đi. Rồi buổi tối? Buổi tối 3 cái nữa là 6 một cái, đủ cái? 6, một ngày 6 cái. 6 cái 6 hả? 6 cái đủ 4 lần. Rồi ban đêm xích kem gì? Xích kem cứt bò đó bà con. Đẹp không? Xích đẹp lắm. Đẹp giống cô Thảo Sương ơi. Đẹp giống tôi vậy nè, trắng tươi. Xích sao? Xích kem vậy nè bà con. Vậy luôn á. Xích kem cứt bò nghe, xích cái vỏ vô đẹp lắm. Đẹp lắm hả? Thì quý cô chú anh chị thì cô Thảo Sương cũng nhờ biệt danh nổi lên là xích kem gì? Nói xích cho kem cứt bò đó nghe bà con. Một ngày mấy lần? Một ngày 3 lần đấy, xích kem cứt bò nghe. Một ngày 3 lần hả? Xích kem cứt bò. Gương mặt đẹp vậy luôn hả? Đẹp vậy luôn đó. Sáng bóng như kim cương luôn hả? Sáng bóng kim cương, nhông thịt cứt bò là màu vàng đó nghe. Thì đôi khi cái cuộc nói chuyện giữa mình và cô Thảo Sương thì lâu lâu cũng phải là tạo cho quý cô chú anh chị, quý bà con cô bác được cái một cái tiếng cười. Cũng giống như là cô thì đã khi mà lời chúc của cô á thì mình không dám phá, tại vì cái lời chúc từ trong tận đáy lòng của cô ra, đúng không cô? Đúng rồi đó. Thì bữa nay á thì nhân dịp như vậy thì cô đã nhận được số tiền là 5 triệu đồng mà cô xài vào mục đích gì để cho quý cô chú anh chị biết, bà con cô bác được biết thôi. Thì 5 triệu đồng này đó, bây giờ một số thì mình đã dành như là mình thủ lại. Như là sau này là tức như là con cháu nó đi học hay là mình già rồi hay là mình đâu có mảnh hoài, nhầm khi mình bệnh hoạn vậy là mình có cái số tiền đó mình lấy ra để mình chi phí này kia nọ, hay là một lớp thì như là gạo thóc trong cuộc đời sống của mình á, như bà con giúp đỡ lên vậy đó là mình cảm ơn nhiều lắm. 5 triệu đồng đó, lên đối với Sương là lớn lắm. 5 triệu đồng lớn không? Lớn lắm chứ lớn không à? Phải là nhỏ. Lớn bằng cái nào? Lớn bằng cái lợn rồi đó. Thì vậy đó, rồi Sương cũng chức một phần nào để chiều nay đó, là trưa nay đó Sương đi chùa nữa. Đi chùa hả? Ừ. Vậy là là cô nói là tuy rằng cái quý cô chú anh chị có gửi tiền cho cô Thảo Sương với số tiền là 5 triệu đồng thiệt, nhưng mà cô cũng sẽ phân chia ra một phần là để đi chùa, một phần thì cũng sẽ đi làm phước, với một phần thì lo cho cháu giảng, với một phần thì cô tiêu xài hàng ngày, đúng không? Đúng rồi. Đó. Thì cô có thể là cho con biết là tại sao mà quý bà con cô bác yêu mến mình được như vậy? Thì mình cũng không biết, thì theo hoàn cảnh hay là bất cứ cái gì Thảo Sương cũng không biết được. Thì bà con cô bác là chị em là cha mẹ ở xa gần có yêu mến Thảo Sương thì Thảo Sương cảm ơn nhiều. Thì Thảo Sương cũng bất ngờ, Thảo Sương cũng không biết. Đó, như là đối với Thảo Sương cũng không có đẹp đó, mà cũng đâu có phải là có tên tuổi hồi nào đâu. Thì bây giờ là có một ngày nay hay là như là người ta hỏi, người ta cười, người ta pha, như nhầm khi người ta phó với mình hay người ta thọt mình, chứ Thảo Sương không có buồn. Cái đó là người ta thương đó, người ta mến
mới người ta giận hết với mình. Dạ. Chứ còn buồn là không có buồn gì hết trơn á. Dạ, ừ, đó. Buồn luôn thì Thảo Sương chỉ là cầu xin chứ nhầm khi đi qua lộ hay bất cứ này kia nọ đừng có thọt được coi. Như là ngồi chơi hay bất cứ này kia nọ, hay nhầm khi Sương cầm dao hay bất cứ này kia nọ đừng có thọt. Cái đó để cầm tô, cầm tô thì cầm cái gì thì tao cũng không biết được. Cái đó không biết được đó. Dạ. Thì Thảo Sương xin bao nhiêu thôi thì còn giận hết cái gì. Thảo Sương không có buồn đó chị em, bà con cô bác nào cũng vậy chứ không buồn. Thì người ta thương, người ta thích, người ta mến, mà thiếu gì người người ta sao mà người ta không giận, người ta không thọt. À, mà mình sao mà người ta lại ta thọt, cái đó là không buồn. Đã vô. Nhà của cô có máy lạnh không? Sao dạ. Con ra mồ hôi quá trời, bật có. Máy lạnh dùng á. Không, cái này có không có máy lạnh, cái này có máy hấp. Máy hấp à? Ừ, máy hấp à. Hấp hay luộc? Cái này máy hấp, hấp luộc cho nó gấp cho mồ hôi ra. Xông hơi luôn hả? Ừ, cái này xông hơi. Trời ơi, biết cái chú anh chị. Thì cô thì nhà của cô nói chung là bình ngồi nãy giờ cảm thấy rất là nực luôn á. Gió hiu hiu như vậy mà cảm thấy rất là nực. Tại vì cô che cái miếng bạc xanh ở trên á, nên là rất là nực với các chú anh chị. Rồi cô có thể là rồi bữa nay mình có chuẩn bị làm đồ ăn này kia không? Hay dạ, bữa nay không có làm. Tại vì đồ ăn hôm qua đã còn đó, nhưng không còn làm nữa. Rồi cơm đồ chín sẵn rồi. Chứ không, bữa nay không có làm đồ ăn. Dạ. Ngày mơi mới làm. Đó. Ngày mơi đây cô điện cho con lại chở cô đi chợ, rồi mình đi qua chợ, không có chợ Ngã Ba đâu, mình đi chợ Vũng Thơm cũng được. Dạ. Hay chợ nào cũng được. Dạ. Đó, mình mua lại bao nhiêu mua mình nấu cái chợ, mình mua lại bắt đầu rau gác gì để mình chăm ăn cho nó ngon. Dạ. Mình làm. Dạ. Mình trứng mâm lại, mình trứng okay, mâm ăn. Ừ. Dạ. Đó. Thì nói chung á bây giờ thì mình cũng đã trao số tiền xong, thì cô Sương idol Thảo Sương thì cũng đã chúc cho quý cô chú anh chị với bà con cô bác xong. Thì bây giờ thì Bình và cô Thảo Sương thì cũng xin phép kết thúc video tại đây. Thì chúc quý chú anh chị với bà con cô bác xem video thật vui vẻ. Hay bây giờ Bình xin chào tạm biệt thì bạn. Thảo Sương cũng chúc cho bà con cô bác mình vui vẻ ở xa hay gần đó, như là idol Thảo Sương chúc cho cái Thi đi ha, các Thi mình đó nghe, vui qua các Thi đó nghe, vui vẻ nghe em đó, một buổi trưa, một buổi cơm trưa thịt là vui vẻ. Yeah. Đó, ngon miệng, người tốt đẹp đó, sẽ được thành công. Hay là chị em xa gần cũng vậy, có xem trong video này đó cho Thảo Sương với Bình Đen Vlog. Xin một người một like. Thảo Sương cảm ơn. Đó, Thảo Sương cảm ơn nhiều. Đăng ký kênh giùm để cho đó, cho cái động lực, cho cái sức để cho Thảo Sương vui vẻ trở lên nữa. Thì là buổi trưa có chút đủ không? Có chút đủ rồi, buổi trưa đừng có đủ nữa. Mấy cái? Tức tới để tụ bằng đêm đi, 4 cái. Bằng đêm luôn bằng hả? Bằng đêm đủ 4 cái. Bằng ngày không có hả? Bằng ngày đủ 1 cái thôi. Ngày 4 cái. Chút gì mà chút dữ vậy với cô chú anh chị. 4 rồi. Cái sao chịu nổi thôi. Bây giờ mình xin phép bye bye với cô chú anh chị ha. Cô Thảo Sương bye bye với cô chú anh chị.